Ngày 16 tháng 7 vừa qua, một trung tá người Campuchia đã nổ súng vào hai người Việt Nam tại tỉnh Biên, An Giang, khiến cho một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân này. Nạn nhân là anh Phạm Văn Quang, 34 tuổi, ngụ tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau khi xảy ra tai nạn, anh được Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh táo, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, phần cổ bên phải bị sưng và đau. Sau thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật hình viên đạn nằm ở vị trí dưới da cổ. May mắn là dù đường đạn đi làm hỏng nhiều răng hàm trên và rách lưỡi, song lại không làm tổn thương các cơ quan quan trọng ở vùng cổ. Sau ca phẫu thuật gần 2 giờ đồng hồ, đầu đạn đường kính 0,5cm dài 1,5cm được bóc tách thành công ra khỏi cơ thể nạn nhân. Hiện tại, nạn nhân đang dần ổn định và được chăm sóc tại khoa tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.